từ nhỏ thì em có cha, nhưng mà đến năm 4 tuổi thì cha em bắt đầu là muốn chia tay với mẹ. Thì cái lúc đó gia đình em rất là khổ. Thì em không hiểu là lý do tại sao là bố mẹ chia tay. Nhưng mà em chỉ biết là mẹ em khóc rất là nhiều. Mà mẹ em luôn bảo vệ tụi em. Tức là mẹ em không muốn cho con cái nhìn thấy được những cái cãi vã hoặc là những cái xung đột trong gia đình. Và mẹ em luôn bảo vệ hình ảnh của bố em. Thật sự là mẹ em lúc nào cũng nói là bố em rất tốt đến giờ phút này. Nhưng mà riêng mẹ em á, thì từ cái ngày chia tay xong thì mẹ em giống như là có một cái nỗi buồn riêng mà mẹ em không bao giờ muốn nhắc tới và cũng không muốn đến với một người đàn ông, bất cứ một người đàn ông nào. Là nói về tận bây giờ. Dạ, tại vì mẹ em lúc đó chia tay mẹ em mới có 31 tuổi thôi. Tức là trẻ hơn em bây giờ luôn. Và cái thời điểm đó mà một người phụ nữ mà chia tay á, thực sự là nó như một cái gì đó nó rất là xung đột trong gia đình và cả xã hội. Họ đánh giá là dữ lắm, cho nên mọi người nhìn mẹ em với một con mắt rất là kinh khủng. Và thậm chí em cũng không có bạn bè và ngay cả những anh em họ trong gia đình cũng không chơi với tụi em luôn. Nhưng mà quà đó. Ủa, ở đâu lên đây vậy? Trời ơi, nghe nói ở đây á là Hà Ngọc Châu làm home shopping phải không? Dạ. Nên là nghe nói quà là lao tới như một cơn lốc thì. Trời ơi, may là em vừa mới xong show live luôn đó nha. Ủa vậy hả? Dạ. Xong show live rồi, ở vậy dạ. Bây giờ quà cắt bao la phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ tặng cái gì đi luôn á hả? Dạ, tặng cái gì ta? Thì thôi bây giờ về nhà đó thì Châu sẽ có những cái rất là đặc biệt dành cho Thúy Nga. Về nhà. Đưa Thúy Nga về nhà luôn. Hồi ở nhà có gì đặc biệt dữ vậy? Chỉ giờ theo chân đi chứ bây giờ ở đây đâu có là rồi, đặc rồi, biệt rồi, được. Rồi vậy bây giờ đi liền nha, đi liền nha. Nghe nói về nhà là thấy vui. Có một cái góc riêng tư. Rồi lúc đó chúng ta sẽ trò chuyện tâm sự. Tiếng chuông chiều tàn vang vọng nơi xa vắng, bên phía đồi cỏ xanh nhớ khói làm chiều bật bếp cũ, thương sao những cánh mù chiều làng quê hương lúa thơm ngon. Chủ của cái quán cà phê này nè đang muốn nhờ ta là thiết kế lại cái không gian của quán, mà ta muốn đem cái phương án này về cho nhóm tụi mình làm ha. Dưới trăng khuya tàn, gió thổi mơ màng chuyện xưa còn nhớ. Đã đến cái dinh thự của ca sĩ Ngọc Châu đúng không? Dạ. Yeah. Cái này là dinh thự Ngọc Châu mới vừa tạo hả? Dạ không có chị. Cái này là nói quá, cái này là nhà của một người quen mà em được share lại một cái phòng master bedroom phía sau. À là mình share. Dạ. Những người mà độc thân như Châu là đều rất là thích cái cảm giác share phòng, nó không có bị áp lực, nó không bị bill bộng nhiều. Nếu mà có nhà có cửa là đủ thứ bill trên cuộc đời, nhất là ở Mỹ là người ta sợ bill bộng lắm. Thôi bây giờ mình build vô đây đi. Đợi khi nào còn một nửa nữa thì em sẽ mua nhà. À, khi nào có một nửa nữa mới mua nhà hả? Dạ, đúng rồi chị. Ờ, nói vậy là hiểu rồi đó. Ngọc Châu, ca sĩ Ngọc Châu hiện tại chưa có một nửa nha. Chỉ có một nửa của Châu thôi. Nói vậy là rất là gợi ý rồi đó quý vị. Đây. Wow, đẹp quá Châu ơi. Ô Ngọc Châu chọn một cái khuôn viên mà mình để mình share phòng mà lại cái phía sau rất là thích nha. Dạ. Yeah. Thoáng mát nè. Master bedroom của mình là nhìn ra được cái view patio luôn. Rồi những cái cây cối này là của mình hay là của ai? Thật sự là từ ngày mà em về em ở chung với anh chị á thì anh chị thì cũng không có biết trồng cái cây gì hết á. Với lại em thì em nhìn vậy chứ mà dân nhà quê lắm chị Nga. Em thích trồng trọt, thích trồng những cây ăn trái nè, rồi bầu bí, rồi ổi, những cái cây ăn trái Việt Nam mình á. Không, mình vô đây là mình thấy nhà quê mà mình nhìn cái bộ bàn ghế nè mọi người. Là một cái bộ chõng tre, đừng nói là ship từ Việt Nam qua nha. Dạ, chắc chắn luôn á chị. Ủa thiệt luôn hả? Em mua cái bộ này á có 1,000,000 tiền Việt Nam mình à, mà em ship qua đây là hết $500 tiền shipping á. Thiệt á hả? Dạ. Vậy là cái bộ chõng này á là tính ra là gần cả 1,000 đô rồi quý vị ơi.
Thôi bây giờ là chúng ta sẽ đi quanh cái khuôn viên vườn này đi ha. Dạ, em giới thiệu cho chị Nga cái vườn của em. Em mà ai đến em thích giới thiệu lắm là tại vì tại mình trang trí hết hả? Dạ, cái vườn này là em trồng hết đó chị. Bên đây nè, các loại rau. Xe phòng nhà ta mà tận tâm quá vậy. Cái rau em trồng đó. Rau răm. Rau răm. Ờ, còn cái này là rau thơm. Rau thơm nè. Rồi đây là mồng tơi. Cái chanh nè phải không? Cái tắc á chị. Ồ cái tắc. Tôi toàn nói bậy hoài vậy. Cái này cái mồng tơi đúng không? Cái này cái ổi nè. Dạ cái ổi mà là ổi. Ồ cái này là lá húng liều nè. Dạ đúng rồi. Còn cái này là cái cây gì đâu? Đố chị nghe. Rất là quen thuộc ở Việt Nam mình giống luôn. Giống như chùm bao. Đó là cây thù lù á. Trong kia em trồng ớt chỉ thiên. Mình mới về mà mình trồng dữ thần vậy hả? Dạ em trồng hết. Rau cải nè, rau tầng ô nè. Ô cây này cái mãng cầu nè. Cây mãng cầu do Thái. Rau cải nè. Dạ. Rồi hàng ngày đi làm về là mình tưới cho. Dạ, tưới có cây đậu bắp nữa. Vì là Châu phải đam mê lắm Châu mới trồng gì phải không? Dạ, rất là mê. Em chỉ ước là sau này em cố gắng em làm sao mà có nhiều tiền em mua một cái căn nhà không cần lớn nhưng mà đất phải rộng để em trồng cây thôi. Còn cái này cái gì ta? À, đậu que màu tím nè chị. Ồ gì hả? Hay quá ha. Có cây xả nè mọi người. Tự nhiên vô đây tự nhiên tôi cảm giác giống Việt Nam quá à. Em trồng được đậu rồng luôn á. Có đậu rồng đó nè. Rồi dưa hấu có trái nè chị nghe. Ồ cưng quá à. Cái banh gì đó thấy không? Đây có quả mướp nè. Cái bầu hả? Cái bầu mà sao nó dài quá vậy ta? Cái bầu này là một trái dài 2 mét. Cái giống nó vậy. Dạ. Dây. Sao mà tôi nghĩ là mai mốt tương lai không xa thì tôi sẽ mời Ngọc Châu về ở chung nhà với tôi. Không mà bật mí quý vị, hôm nay sẵn có chị Nga đây mới bật, có Thúy Nga đây mới bật mí luôn á. Là dù gì nữa. Có đợt Ngọc Châu đã qua nhà Thúy Nga ăn trộm chanh rồi. Trời ơi, lúc đó tôi đi đâu? Đi diễn, Thúy Nga đi lưu diễn là có một người bạn ở nhà mà nói là qua hái chanh đi, chanh nhà bán nhiều lắm. Lúc đó em chưa có về nhà này ở. À. Đó, cái em nói cho được em qua em xách này một bao rồi nè quý vị, mà chanh nhà Thúy Nga ngon lắm. Nhưng rất mà là lúc nhiều. Đó người ta có nói là đi qua nhà Thúy Nga không? Có. Có nói là đang vậy? Ở nhà con nào xuống vậy? Dạ thôi cái đó để bật mí sau, chứ để bật mí bây giờ là ăn đòn. Cái em ăn đòn. Trời ơi, chanh nhà mình vô tư. Ai muốn đến lấy mình rất là thoải mái. Đừng có lấy tiền, lấy vàng, lấy bạc của tôi thôi, chứ chanh tôi cho thoải mái. À, cảm ơn ca sĩ Ngọc Châu. Hôm nay đưa Nga đến một cái khung cảnh nó dễ thương quá à. Mình cảm giác giống như mình không có đang ở Mỹ ha, mình giống như mình đang ở Việt Nam vậy đó. Nè, chõng tre nè, rồi có cái mành tre rất là dễ thương. Nga nhìn cái cảnh này là Nga cảm giác á, Ngọc Châu là một cái người sống rất là tình cảm và luôn luôn hướng về cái nơi quê hương của mình đúng không? Dạ. Yeah. À, thật sự thì tại vì do em á là một cái người mà phải nói là từ nhỏ chỉ mới có 4 tuổi thì em không có một cái gia đình hoàn chỉnh như những người khác. Cho nên là trong cái ý thức sống và tất cả mọi thứ em làm á, em đều muốn là mình làm sao để mà mình dành được nhiều cái tình cảm nhất cho những người xung quanh. Tại vì chính vì mình là người mất mát, mình không được. Nên là mình sống mình muốn bù đắp lại. Dạ. Yeah. Châu là một cái người như vậy mà tại sao Châu lại qua Mỹ có một mình và sống một mình trơ trọi như vậy? Bộ không thấy cô đơn hả? À? Dạ không, em thì thật sự là em là người qua Mỹ cuối cùng á. Chứ còn gia đình em thì là có mẹ em với chị em. Ồ, mà là đã ở Mỹ hết rồi. Dạ, chị em đi Mỹ trước rồi mới đến mẹ. Rồi sau đó là em. Em kẹt lại ở Việt Nam là khoảng hơn 10 năm. Nhưng mà thực tế lúc ở Việt Nam là cả nhà đi là mình vẫn ở một em mình. Em ở đó. Một mình. Em cũng tự lập một mình bươn chải trong Sài thấy Gòn cái luôn. Số một mình không? Yes. Bây giờ qua tới Mỹ, gia đình ở Mỹ mà Châu cũng là ở một mình, rồi mẹ với chị đâu? À, mẹ với chị của Ngọc Châu thì đang ở bên Oregon. Tiểu bang Oregon thì cách mình là khoảng 2 tiếng rưỡi giờ bay thôi. À là lúc đầu á là Châu qua Mỹ định cư là qua với mẹ. Dạ. Xong rồi sao mà tại sao lại có ý định về Cali? Qua đó em ở được 6 tháng thì đúng là tại vì bên tiểu bang Oregon thì người Việt mình cũng không có đông. Dạ. Mà khí hậu thì mặc dù rất đẹp chị, đẹp lắm. Ồ, đẹp đúng dạ, rồi. Đẹp như là Đà Lạt của mình. Nhưng mà cũng chính vì nó đẹp thơ mộng như vậy, trời cái thời điểm đó là cái thời điểm mà em khóc nhiều nhất luôn á. Ủa sao vậy? Chị nó biết tức là hả? Nhìn xem qua TV á, thấy đồng nghiệp của mình, những người bạn của mình được đi diễn, đi hát. Thì mình lại nằm trong nhà suốt, không có làm được một cái gì hết. Tại vì mình mới qua thì chưa có lấy bằng lái xe. Cũng chưa đi đâu được. Mà người nhà dù có thương mình cỡ mấy thì họ cũng phải đi làm, họ kiếm tiền. Mà đâu có ở nhà chơi với mình được. Và lúc đó mình qua là 6 tháng đầu mình không đi làm gì luôn. Dạ chưa có một cái công việc gì hết. Chỉ có lúc nào mà khi có show thì mới đi thôi. Em không chịu nổi là cái cảnh mà mình ngồi không mà không làm việc á chị. Mình quen rồi. Dù cho ở Việt Nam em cũng làm việc từ sáng cho mãi đến tối khuya 1-2 giờ sáng em cũng vẫn thấy vui. Nhưng mà biểu em ngồi không thì em không chịu được. Cho nên đó là lý do mà em mới nói mẹ là thôi mẹ ơi con chắc con không ở đây được. Thôi bây giờ cho con đi xuống Cali đi để con tìm một cái cơ hội mới.
để con kiếm công việc thì ít nhất là dưới đó sẽ nhiều người việc hơn. Thì khi em xuống thì cũng may mắn lắm, có một người mà đã giúp đỡ em từ những ngày đầu khi mà em đặt chân sang Mỹ, chân ướt chân ráo, đó là anh Lưu Việt Hùng. Anh Lưu Việt Hùng là người cưu mang em, cho em ở chung trong nhà, không lấy tiền nhà, tất cả mọi thứ, và giúp cho em giới thiệu công việc này, công việc kia, cho nên em mới có cơ hội em đến được với công việc truyền hình ở bên Mỹ. Ngọc Châu lúc qua Cali á, thì Nga thấy là cũng có phần là may mắn, là vui là có ca sĩ Lưu Việt Hùng giúp cho Châu thời gian đầu. Nhưng mà tất nhiên ngoài cái sự may mắn, nó cũng phải có những cái khó khăn ngay từ giai đoạn đầu. Chứ lúc mà Châu qua đây thì Châu đã có một cái hậu thuẫn là có kinh tế chưa, hay là Châu phải mày mò hết tất cả, rồi có ai là Châu có cảm thấy cái khó khăn gì mà lúc đầu khi qua Cali? Chắc chắn là không thể nào mà không có khó khăn được chị, mà phải nói là rất nhiều luôn á. Có những cái giai đoạn á, là em nói là em không biết là mình qua đây rồi rốt cuộc là mình sẽ tồn tại bằng cái cách nào. Nhưng mà tại vì khi mà em bay từ Việt Nam sang, mặc dù là có gia đình ở Mỹ thực tế, nhưng mà em cũng không có quen là dựa dẫm hoặc là em nhờ vả gì về gia đình cả. Cho nên là em gom được một cái số tiền ở bên Việt Nam em mang qua thì được khoảng 1,000 đô. Nhưng mà 6 tháng ở bên Oregon thì em đã xài gần như là hết. Sau đó là em có đi xin là những người quen, họ có cái tiệm cắm bông á chị, vô cắm bông thời vụ thôi, chứ họ không thuê mình luôn. Có nghĩa là chỉ có mùa lễ Mother Day, Father Day, wow, yeah, thì họ thuê mình 1 tuần, 2 tuần. Xong đến khi em làm được, em cầm được những cái đồng tiền đầu tiên trên tay mà khi em tự làm ra ở Đức Mỹ á, xài thì nó cũng sẽ hết. Tại vì mình chi rất nhiều thứ, mình làm sản phẩm âm nhạc rồi. Vẫn làm sản phẩm âm nhạc luôn. Dạ, em mê lắm. Trong lúc khó khăn như vậy mà mình vẫn làm sản phẩm âm nhạc. Tại vì chỉ biết một tháng mà em không hát em không chịu nổi. Là bỏ lên YouTube mà. Dạ. Em thu âm sẵn rồi em cứ nói em để dành, em nói thôi cứ để dành để biết đâu một ngày nào đó mình có lúc mình sẽ dùng đến, nhưng mà phải vào phòng thu. Cái thời điểm đó khi mình qua rồi anh ngữ mình không có, rồi có xe cộ mình có được mua liền không, hay là mình phải đi nhờ vả ai đó giúp mình? Chưa có tiền mua xe thì mà vẫn có tiền làm sản phẩm âm nhạc. Là đúng cái như vậy, yêu nghề quá. Mà đam mê mà cái này gọi là bất chấp. Anh Lưu Việt Hùng cũng nói em, cơ chứ Châu, em phải thế này thế này này. Nhưng mà em nói anh Hùng ơi, nhưng mà bây giờ em không vô vòng thu thì rất là nhớ. Mà bây giờ thật sự mình qua đó thì mình không phải là bầu show nào cũng biết mình. Thật sự là như đúng vậy rồi, đúng rồi. Mình không phải là một ngôi sao, một cái người gì quá đình đám. Đúng rồi. Cho nên bằng phải đôi tay của mình, bằng em thậm chí là chỉ biết em nhắn tin cho các bầu show luôn. Ghê vậy hả? Em nhắn có tin, tác số bầu show luôn. Thì cũng hỏi các anh chị, thì anh Lưu Việt Hùng cũng là người hướng dẫn cho em. Thì em nhắn thì cũng có người trả lời cho em, nhưng mà cũng có người họ hứa, nhưng mà chỉ là hứa xã giao thôi. Thực ra cũng không biết là khi nào họ sẽ mời mình. Đó. Thì em sẵn sàng em bươn chải đủ mọi thứ công việc để em kiếm tiền. Thì được một thời gian em mở được khoảng hơn 1 năm. Thì em lại may mắn em mua được một chiếc xe cũ. Cái xe đó chạy được hơn 100,000 mile rồi. Thì bắt đầu em mua có 1,000 mấy đô thôi. Thì người đó cũng cho em trả góp. Họ cũng cho trả góp. Dạ, 1,000 mấy cũng cho trả góp. Thế là em lại có một chiếc xe em đi. Em đi làm thì từ đó thì giống như cái chân của mình được cởi trói vậy chị. Thì em chạy đi kiếm đủ thứ nghề. Thậm chí là lúc đó em đã từng xin anh Hoài Tâm á, vào bưng bê. Dạ, thì anh Hoài Tâm có nói em là anh thật sự anh không nghĩ là em làm công việc này. Em đừng nên làm như vậy. Nhiều khi là cũng anh cũng bảo vệ hình ảnh cho em. Em nói em không có ngại đâu, em chỉ cần có tiền để mình trang trải cuộc sống thôi, chứ bây giờ nó khó khăn quá anh. Nhưng mà rồi sau đó thì anh Tâm nói là thôi để anh sẽ giới thiệu cái này công việc khác, chứ còn không nhất thiết là phải qua tìm anh làm. Đó. Thì may mắn sao thì em lại được một cái đài truyền hình ở bên đây. Họ có xem em qua YouTube. Họ biết em ở Việt Nam cũng có hoạt động như vậy. Thì họ mới mời em vào để công tác. Thì từ đó thì em mới có công việc ổn định hơn. Con đường của tất cả mọi người trên cuộc đời là nó phải có cứ gập ghềnh, phải có chông gai thì nó mới có sự thành công nhất định. Thì ngay chị biết là thậm chí có những lúc á, em cầm một ổ bánh mì thôi, em ngồi ngay góc đường á, cái đài truyền hình của em nó nằm ngay góc đường. Thì khi mà mọi người về hết rồi nhưng mà em không có xe em đi về. Tức là lúc mà em chưa mua xe á, tức là em ngồi đó em ăn bánh mì để em chờ người ta đến đón. Thì lúc đó em mới nghĩ rằng là lúc cuộc thì mình đang chọn cái con đường mình đi nó đúng hay không. Tại vì mình quyết định, mình đam mê, mình theo đuổi cái con đường nghệ thuật, mình yêu ca hát quá, nhưng mà không biết là nó sẽ đi về đâu. Lúc đó thật sự em hoang mang lắm, em không biết là cái con đường của mình đi là nó như thế nào.
Thì lúc đó em cứ ngồi ở ngay cái góc đó em cứ cứ cầu xin. Xong rồi đến một cái người nữa mà tiện lúc đó em cũng may mắn em gặp, đó là chị Mai Thiên Vân. Thì chị cũng là cái người mà em cũng không nghĩ là một nghệ sĩ lớn mà lại giúp đỡ cho một cái đứa em mà thật sự là em không có tiếng tăm. Vì cái lúc đó khi em qua Mỹ được một thời gian thì may mắn thì cái công việc mình cũng dần dần nó ổn định hơn, thì bắt đầu mình mới có cái động lực, mình có cái tài chính để mà mình đầu tư cho những cái sản phẩm âm nhạc của mình. Cho Nga xin phép chia sẻ thêm một cái chút xíu một ký ức tuổi thơ ha. Cái tuổi thơ của Châu á, nó có một cuộc sống như nào? Nó có êm ấm không? Nó có một cái kỷ niệm vì vui hay là một cái kỷ niệm gì quá buồn, hay là một cái ký ức gì nó làm cho mình nó ôm ấp cả cuộc đời mà mình chưa bao giờ chia sẻ không? Thật sự là em vẫn thèm cái hơi ấm của cha. Từ nhỏ thì em có cha, nhưng mà đến năm 4 tuổi thì cha em bắt đầu là muốn chia tay với mẹ. Thì cái lúc đó gia đình em rất là khổ. Thì em không hiểu là lý do tại sao là bố mẹ chia tay. Nhưng mà em chỉ biết là mẹ em khóc rất là nhiều. Mà mẹ em luôn bảo vệ tụi em. Tức là mẹ em không muốn cho con cái nhìn thấy được những cái cãi vã hoặc là những cái xung đột trong gia đình. Và mẹ em luôn bảo vệ hình ảnh của bố em. Thật sự là mẹ em lúc nào cũng nói là bố em rất tốt đến giờ phút này. Nhưng mà riêng mẹ em á, thì từ cái ngày chia tay xong thì mẹ em giống như là có một cái nỗi buồn riêng mà mẹ em không bao giờ muốn nhắc tới và cũng không muốn đến với một người đàn ông, bất cứ một người đàn ông nào. Là nói về tận bây giờ. Dạ, tại vì mẹ em lúc đó chia tay mẹ em mới có 31 tuổi thôi. Tức là trẻ hơn em bây giờ luôn. Và cái thời điểm đó mà một người phụ nữ mà chia tay á, thực sự là nó như một cái gì đó nó rất là xung đột trong gia đình và cả xã hội. Họ đánh giá là dữ lắm. Cho nên mọi người nhìn mẹ em với một con mắt rất là kinh khủng. Mà thậm chí em á, cũng không có bạn bè và ngay cả những anh em họ trong gia đình cũng không chơi với tụi em luôn. Nhưng mà cái lúc mà bố mẹ chia tay như vậy, có nghĩa là ông bố đi lấy vợ khác rồi không gặp, hay là một cái gì đó rào cản mà Châu không được gặp cha, hay là như thế nào? Thực tế thì khi mà chia tay thì mẹ em ra tòa thì mẹ em vẫn nói rằng là mẹ muốn níu kéo bố em, cho nên mẹ em mới nói là để cho em phải về ở với bố, mẹ em sẽ nuôi chị. Nhưng mà sau đó thì xong thì bố em cũng lấy người khác, nhưng mà cuối cùng em phải ở với nội em thì đi gánh ve chai vì nhà rất là nghèo cũng vậy luôn. Thì cái tuổi thơ của em ví dụ như là em thấy mọi người có đồ chơi nè, có quần áo đẹp, đọc sách, đọc truyện, tất cả mọi thứ, em không có cái đó. Và cái tuổi thơ của em nó chỉ nằm ở bên cái gánh ve chai thôi. Rồi em cứ đi lụm ở trong cái gánh của nội em cứ canh. Cứ được chiều là em biết giờ đến nội em về thì em sẽ canh để em lục trước có những cái đồ gì đẹp, cái đồ gì mà người ta bán ra đó là mình sẽ lo mình thủ trước. Chứ không thôi là nội em sẽ mang đi bán cho vừa. À, là mình lấy cái đó để làm đồ chơi để mình chơi. Trời, thấy thương quá. Dạ. Từ ngày mà Châu trưởng thành tới giờ thì cái người cha của Ngọc Châu là có gần gũi với con không? Sau này thì đến khi mà em bắt đầu trưởng thành, em lớn, em vào Sài Gòn em đi học, thì lúc đó thì thực sự thì bố em cũng trải qua một vài lần hôn nhân đổ vỡ nữa. Thì có lẽ là lúc đó đến một cái tuổi nhất định thì bố em bắt đầu cũng ngộ ra. Thì bố em cũng có liên lạc thì em vẫn liên lạc. Nhưng mà thực sự để nói một cái tình cảm mà nó đông đầy á, thì nó không có được như xưa nữa. Và thậm chí là cái cảm giác bây giờ em ôm bố em á, nó cũng không có thể được. Nga hiểu cảm xúc đó. Nga được biết Châu là một cái người rất là thành công trên con đường hát bolero và đã đạt giải nhất ở tại Nha Trang Khánh Hòa, đúng không? Yeah. Thì cái năm đó là Châu bao nhiêu tuổi? Năm đó là năm 2003. Là đó là Châu, năm Châu đã có cái đam mê ấp ủ rồi, Châu tự động Châu đi thi rồi Châu đạt giải nhất luôn hả? Dạ. Tới ngày mà Châu đạt giải nhất là Châu có qua trường lớp không, hay là tự động đi thi đạt giải nhất? Chưa bao giờ em được một ai dạy về thanh nhạc hoặc là nhịp điệu, tất cả mọi thứ là không ai dạy hết. Chỉ có cái ngày đó là vì em xem trên TV, em nghe cái thông báo thì cái giải thưởng nó quá lớn chị. Cái giải thưởng lúc đó em vẫn nhớ in là 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Mà đối với em, gia đình em thì rất là cần. Thì lúc đó em thấy là tại vì nhà em đang dột nè, rồi mẹ em thì muốn có cái quạt trần để cho nhà nó đỡ nóng. Tại nhà nóng lắm, nóng kinh hoàng luôn. Xong thế là em nói em lén em đi thi.
thì đông. Em thi các vòng xong thì mẹ đông em hoàn toàn có không biết thí sinh không? Dạ đông chứ, tiếng hát truyền hình là rất đông chị. À, tiếng hát truyền hình của đài Khánh Hòa. Phát thanh truyền hình Khánh Hòa mình đó. Rồi rồi. Dạ. Thì lúc đó em cứ mặc một bộ áo trắng quần xanh á, trong cái giờ đi học á là em lén đi thi. À, đi thi. Thì đến cái đêm chung kết xếp hạng á thì mọi người ban biên tập mới gọi điện thoại bàn về nhà. Thì mẹ em nhận cuộc gọi, mẹ em mới biết là em đi thi như vậy. Rồi. Cái mẹ mới nói chứ ủa mày đi thi lúc nào vậy Châu? Cái em mới nói chứ dạ bữa giờ con lén đi thi vậy đó. Là qua các vòng luôn, sơ tuyển đến đêm chung, chung kết luôn. Khi mà công bố xong á thì em là giải nhất dòng nhạc là quê hương trữ tình. Nhưng mà là giải nhì chung cuộc. Thi như vậy xong á thì với cái số tiền đó thì Châu đã làm những cái việc mà Châu mong muốn đó hả? À, đem về mẹ em rất là hạnh phúc, mẹ em thuê người đến sửa cái ngói liền. Đi ba mẹ con chở nhau đi cái chiếc Charlie á chị nhỏ xíu à. Ba mẹ con chạy lên phố rồi mua cái quạt trần về cho người ta lắp. Thì lắp xong thì dư khoảng còn trăm mấy 200 ngàn á. Thì mẹ em mới hỏi là bây giờ con thích mẹ thưởng cái gì? Thì cái lúc đó cái phần thưởng của em á là em nói là cho con ăn 5 chuyến vịt lộn với lại hai cái kem Won. Cái kem mà hồi xưa đẩy ngoài đường mà có tiếng nhạc. Dám ăn được mình 5 cái hộp vịt lộn luôn. Tại thèm quá chị, chứ là thèm ăn những cái món ăn mà mình chưa bao giờ được ăn. Đến nỗi mà cái cây kem Won á, em chỉ nhìn thấy mọi người được ăn, em chưa bao giờ được đụng đến. Mà cái cây kem mà nó có cái bánh ở bánh quế dưới mà cái trên sô-cô-la, cái bánh đó là nó mắc nhất trong cái vạn giá. Đúng rồi. Thì em chỉ xin mẹ em đúng cái đó thôi. Thì mẹ em mới, lúc đó mẹ em nhớ hoài, sau này mẹ em vẫn nhắc. Mẹ có ủng hộ cho con đường nghệ thuật của Châu tiếp theo không? Thật sự thì mẹ em á là một người mà lâu nay do mẹ em chỉ có biết là lo cho con cái, bảo vệ cho con cái thôi. Gia đình cũng dạ, chứ mẹ em thì không theo nghệ thuật, gia đình không theo nghệ thuật. Vì bà cũng là người buôn bán cho nên là mẹ em cũng chỉ tức là quan tâm làm sao cái cuộc sống của mình nó phải đầy đủ cơm áo gạo tiền. Chứ còn mà nghĩ tới một cái gì đó hào quang xa xôi thì mẹ em không dám. Cho nên là khi mà em đoạt giải xong về á thì rất nhiều lời mời cũng mời em đi hát. Nhưng mà mẹ em nói là thôi con mới học lớp 11 à. Thì tập trung học đi rồi đi thi đại học. Mẹ em vẫn hướng em vô cái ngành khác. Mẹ em không muốn em theo một cái gì mà về truyền thông hoặc là về hát hò hết. Em hứa với mẹ em là con sẽ học xong 4 năm đại học, rồi sau đó thì cái tương lai con thế nào thì mẹ để cho con quyết định. Trong lúc đầu gia đình cũng đâu ai ủng hộ. Dạ hoàn toàn không. Dạ. Nhưng mà sau này thì nghe thấy là Ngọc Châu là một cái người rất là đa năng và có những cái thành công nhất định nè. Vừa làm ca sĩ nè, lại về làm biên tập. Biên tập là lúc đó mình làm biên tập cho Đài Khánh Hòa hả? Em vào trong Sài Gòn rồi em mới học đại học báo chí đó. Em học 4 năm báo chí xong. Thì trong lúc em mới học 3 năm thôi thì em mới đi làm bán quần áo này, đi bưng bàn, làm đủ mọi nghề để kiếm tiền. Thì trong lúc đó thì em lượm được một cái tờ báo, thì nó có cái mục quảng cáo là đài truyền hình đang tuyển nhân viên. Thì mình cứ nghĩ là tuyển đơn giản thôi, mình chạy vô mình xin. Thì họ mới đuổi em, họ nói là không được, tại chỗ này phải có bằng mới được nhận. Cái em đứng em ngồi em nói hoài, em năn nỉ hoài luôn chị. Cái họ đồng ý? Em không chịu về. Thì cái cô giám đốc cô đi xuống, cô nói chứ thôi cho nó vô, nó đăng ký đại đi. Casting qua tới 5 vòng thi á, tức là em vẫn thi chung với những người có biên chế, mà cuối cùng họ chọn ra 5 người cho nó có em. Wow. Mà lúc đó chỉ làm biên tập thôi chị. Thì em là lúc đó cũng rất là quê mùa, không bao giờ em nghĩ là em được lên TV. Em lúc đó em cũng rất tự ti, em lúc đó ở Việt Nam em ốm lắm chị, ốm như hóm nhất à. Dạ, tóc tai rồi cũng không biết làm gì hết. Thì một ngày đẹp trời tự nhiên cô giám đốc xuống dưới phòng á, nói là cần người lên đọc bản tin. Cái em bắt em lên thử. Cái em lên thì coi như là đúng rồi, đúng ý rồi đó. Đang trông chờ mà giống như là ngồi chờ đó chị. Là chờ thời đó. Lên cái bắt đầu là ngồi vô là coi như mình đã tập luyện rồi, cho nên ít nhất là mình cũng có giống như là quen quen với lại cách đọc chữ máy móc làm sao. Thì đọc xong cái cô nói là về chuẩn bị đi, rồi đầu tuần là bắt đầu đọc định kỳ mỗi ngày luôn. Wow, cái lúc đó thì biết hạnh phúc lắm. Từ làm đọc bản tin rồi sau đó là được chia ra làm những chương trình ở ngoài hiện trường, cũng đi làm du lịch về ẩm thực, rồi giới thiệu nhà đẹp, rồi những cái talk show với bác sĩ, nói chung nhiều cái trên đó. Hôm nay qua đây thì nãy giờ trò chuyện nhiều quá mà bắt đầu tới cái cảm giác nó bị đói đó. Nãy giờ em thấy cũng nghi nghi rồi, thấy thấy chị Nga là có vẻ cũng nghi nghi rồi. Không, mới nãy thật ra Nga không phải là người mê ăn đâu. Yeah. Nhưng mà lúc Nga vừa bước vào cái phòng của Châu, Nga thấy một cái khay mà để làm bánh căn á, bánh căn kiểu Nha Trang á, mà Nga là người Nha Trang, Nga mê cái món đó lắm. Mà bây giờ mình mang cái bếp ra đây nè, mình đặt đây nè, cái mình làm đây luôn cho khán giả biết, xong mình ăn tại chỗ đi. Dạ được. Lâu lắm rồi tôi mới có được cái cảm giác này á.
Ngồi này mà nhớ Nha Trang quá trời luôn á. Nhờ, mình hay ngồi ở ngoài và cái bếp kiểu này nè, nó vừa xinh xinh này là mình đặt, mình order theo cái hàng của mình hay là người ta sản xuất ra vậy? Khuôn bánh căn á, thường là nó sẽ rất là lớn, nhưng mà nó dùng ở dưới cũng là cái nồi, cái lò đất luôn, thì họ phải đổ bằng than. Nhưng mà giờ bên Mỹ mình mà muốn mang qua đây cho mọi người dùng được á, thì mình phải chế ra. Em mới đặt riêng cái này. À, mình đặt riêng theo cách của mình để mà đặt trên cái bếp. Đúng rồi, cho nên là mình để trên bếp, bếp ga này thì thấy nó vừa in nghe luôn. Nghe đồn đâu cũng bán được gần cả ngàn cái rồi đó. À, nói chung là dân đồng hương Nha Trang mình mà qua đây thì thấy cái này là mê lắm. Ơi. Dạ. Đúng rồi, mê lắm người ơi. Thiệt á. Ca sĩ Ngọc Châu là một cái người rất là tỉ mỉ, từng chi tiết. Ví dụ là mua cái khay nè cũng rất là xinh. Và đặc biệt đó là tôi, bữa nay tôi vừa lướt cái hàng mà tô chén này nè, những cái ống để đũa này là tôi đảm bảo là từ Việt Nam ship qua, chứ không thể nào Mỹ không có những cái kiểu mẫu mã này. Dạ đúng, em ship cả thùng qua chị, tốn nhiều tiền lắm á. Nhưng mà nó không bể hả? À, mình trước khi mà mình ship là em phải cho mọi người ở bên đó quấn bọc lại rất là kỹ. Ủa rồi cái gạo là mình xay sẵn mình cất đó chị? À, cứ khoảng vài ba ngày á, là Ngọc Châu xay sẵn một thối vậy đó. Cất. Từ gạo mình tự ngâm tự xay luôn. Ủa nhưng mà mình khi mình xay xong mình cất nó không có bị hư gì? Không hả? Có hư, mình để trong tủ lạnh nó ngăn mát á. Thì cái nước nó sẽ lắng xuống. Thì khi mình dùng mình sẽ đổ cái nước lớp ở trên. Thì cái nước ở trên là nước bảo vệ cho cái gạo đó. À. Chén nước mắm cho phía Nga. Có cục xíu mại nữa nè. Có ớt, trời nó làm y chang Việt Nam không khác một cái nào luôn. Đó. Phải ăn đũa tre mới chịu nha. Thank you. Đây là một cái, phải nói là một cái món ăn mà gợi nhớ lại rất là nhiều cái tuổi thơ. Mẹ Ngọc Châu cũng mê món này lắm. Mẹ có thích món này rồi, mẹ có hay làm món này không? À, có, cho có gửi cho mẹ một cái khuôn này ở bên đó luôn. Làm. Dạ, chị với lại mẹ. Này. Nga đang ngồi đây nè, cái mình điện thoại cho mẹ nói chuyện đi. Dạ. Cái mình FaceTime cho mẹ xem để coi là sao, rồi hỏi mẹ coi biết Thúy Nga là ai không. Để cho gọi cho mẹ nha. Nói chuyện với người đồng hương Nha Trang Khánh Hòa. Nước mắm xuất sắc luôn, cái hình mẫu tuyệt vời mà chưa ăn mà thấy mê quá. Hello, hello mẹ. À, hello con. Mẹ đang làm gì đó? Mẹ đang chuẩn bị đưa chén. Mẹ ơi, đây nè, giờ cho mẹ coi nè, mẹ coi mẹ có nhận ra ai không? Ồ, bạn gái Ngọc Châu. Con chào cô. Chào con. Dạ, cô khỏe không? Khỏe con. Trời ơi, mẹ Ngọc Châu đẹp quá ha. Thôi, hàng gì Ngọc Châu cũng là rất là dễ thương luôn. Cô ơi, hôm nay con qua nhà Ngọc Châu chơi. Có làm cái buổi chương trình gõ cửa thăm nhà mà Ngọc Châu làm cái món bánh căn Nha Trang ngon quá nè. Nè cô coi nè, món ăn quê nhà đó, thấy chưa, rất là ngon ha. Rồi có qua bển lâu lâu có cho bay về đây thăm con trai mình không? À, có, mà bữa trước thường xuyên đi, đã năm rồi dịch đó, tới giờ ở nhà luôn. Dạ. Bển là cô ở với con gái hả? Ở với con gái. Rồi cô có phải làm bà ngoại chăm sóc cháu rồi gì không? Có, đây nè, có bà ngoại, có mấy đứa cháu nè, bà cô mở ra cho coi nha. Dạ. Có ba cháu ngoại đó. Wow, ba đứa luôn hả? Đó, cho nên là quấn quýt, cho nên là ở với cháu ngoại đâu có thèm ở với con trai đâu. Cô ơi, ở bên này Châu ở một mình rồi, cô với Châu có hay trò chuyện mẹ con với nhau không? Có chứ, thì gọi về ngoài nha. Vậy hả? Thôi ơn phải nói chứ. Này mà không mở quán uổng lắm luôn. Châu ơi mở đi. Chị Thúy Nga cứ kêu là... con là phải mở tiệm bánh căn. Dạ thôi nha mẹ nha, con cúp phone nha, để con nói chuyện với chị Thúy Nga nhiều nha. Rồi có gì con nhắn cho mẹ sau nha. Bye mẹ. Cô ơi. Bye con. Chào cô nha. Trời, con mãi mê ăn uống quá, con bỏ rơi cô. Tạm biệt cô nha. Cảm ơn Châu, bánh rất là ngon. Bây giờ mà khi mà Nga trò chuyện với Châu á, thì nãy giờ Nga thấy thật sự Châu là một cái người rất là đa năng, đa tài, mà lại khéo tay hay làm nữa. Thì Châu có những cái dự kiến gì về tương lai cho mình không? Thì hiện tại thì em cũng may mắn là em có được một cái shop mà chuyên kinh doanh về các loại dược thảo, mỹ phẩm với lại những cái món ăn vặt Việt Nam á, truyền thống, để mà giới thiệu cho bà con của mình, những người mà họ mê những món ăn vặt giống như mình mà bên Mỹ mình không có, thì em nhập qua thì em có ở trong siêu thị, cho nên là cũng có một cái nơi để mình làm việc rồi. Thời gian còn lại thì em muốn là dành cái thời gian để cái giai đoạn này thì
khán giả cũng đang thương mến em ở trên YouTube, cũng có show, cho nên là em muốn là mình song hành vừa kinh doanh nhưng mà mình cũng muốn dành thời gian cho cái niềm đam mê âm nhạc của mình, vẫn sản xuất đều những cái MV, những sản phẩm âm nhạc để mà gửi đến tất cả quý vị. Thực sự là Nga hôm nay thì Nga có một cái buổi chia sẻ trò chuyện với ca sĩ Ngọc Châu. Thì Nga thấy là Ngọc Châu là một người sống rất là nội tâm và rất là tình cảm, mà thực ra Châu là một người rất là đa năng quý vị. Thì Nga cũng cảm ơn Châu cái buổi chia sẻ câu chuyện ngày hôm nay, nó rất là nhiều cái tâm tư lắng động. Và Nga cũng mong rằng là trong cái con đường sắp tới của ca sĩ Ngọc Châu là nó sẽ có cái gì đó, nó tương lai nó rộng mở nè. Là sẽ có một cái gì đó của riêng mình. Ngày hôm nay á, chị Thúy Nga đã đến thăm và chia sẻ cũng rất là nhiều cái câu chuyện cùng với em. Thì đó cũng là thêm một cái niềm vui đối với Ngọc Châu sau một thời gian sang Mỹ định cư và tham gia các hoạt động ở đây. Nhưng mà ngày hôm nay được trải lòng và ít nhất là cũng được làm một món ăn cho một người mà mình yêu quý, mình ngưỡng mộ. Thì Ngọc Châu cũng nghĩ rằng đó cũng là một cái hạnh phúc, một cái kỷ niệm cho em. Mà nhớ nha, khi nào làm món này phải alo cho tôi đó. Dạ xua. Món mà tôi thích nhất đó.